Nó nói nhiều vào mới bảo dê vậy. Thank you.
Ai hạt tiêu hạt tiêu tay mắt đen thẳng, tâm thất tổ hậu an hòa não. Ai hạt tiêu hạt tiêu tay mắt đen thẳng, tâm thất tổ hậu hòa đây. Ai hạt tiêu hạt tiêu tay mắt đen thẳng.
tham thất thấu lậu thảo quả nào. Ai làm yêu hà thắng nhau tay bắt đế tham thất thấu. Ai làm yêu hà thắng nhau tay bắt đế tham thất thấu lậu thảo quả đấy. Ai làm yêu hà thắng nhau tay bắt đế tham thất thấu lậu thảo quả nào. Ai làm yêu hà thắng nhau tay bắt đế Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Rồi,
anh ơi, để chuối đi. Cùng em đi chuối. Mau quá. Lấy một đứa kia. Chị ơi, em gửi cái tóc nha. Anh em đi giá tiền.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nếu tầm hai yến ở đó bốn nơi. Ngày nào cũng có người vừa làm là như này. Ê, bán đấy. Thank you.
này là dừa ấy, có không phải dừa xiêm, dừa đang làm, dừa xiêm là đang làm. Đẹp không có nước là giả đấy nhá. Có mà. Đấy quả đấy ngay. Quả này. Tôi lấy quả này. Bé 10.000 quả to 15.000 à? Sao là quả to lại rẻ hơn quả bé à? Quả bé đắt hơn à? Quả bé
Ê, ừ, cái này. Thank you.
Thank you.
xoài nha. Đánh ống hay thế nào đấy? Ờ, đi bắt thôi, đi lấy. Thế á? Vâng. Bậy thế nào được? Làm thế nào mà nó vào được đấy? Ờ, mình đi bấy ở hướng lên mà. Thế á? Vâng. Con to đấy. Anh lấy đi. Ừ. Đấy, anh lấy mấy con to thôi. Anh đi lấy túi thuốc bắn con. Đây đây, cháu. Lấy mấy cái con to này là con vàng ươm này. Con này. Con này ạ? À? Ừ. Con này. Con này. Con này. Ê, ừ, con này. Con này đấy, cái gì? Ừ. Đấy. Con nào nữa? Bắt rồi nha. Con này nó đi. Nó đi nhanh á. Đi mua về nó quay cho nó. Bốn con, lấy mấy con anh? Cho anh một con. Một con á. Thôi thế thôi. Ừ, thế con bốn con đấy ạ. Chất được bao nhiêu xong rồi đấy tôi lấy một hai con lươn nữa. Vâng. Thế đợi cháu xem bắt được hết xong xem có nhiều không. Trơn quá bạn, thật khó. Muốn mua lươn lắm mà không ai mổ cho. Mình khắc mổ được mà, dễ mà. Lấy con dao nhọn. Làm xẹt 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 mà cháu. Kéo nhanh hơn. Kéo nhanh. Đúng rồi, yeah. kéo cũng nhanh. Mình lấy nước nóng đổ vào xong rồi. Lươn này bán bao nhiêu ạ? 150 chị ạ. Hả? 150 chị ạ. 150 một cân á? Vâng. Hết rồi. Đây vẫn còn. Lấy ạ. Được 3 lạng. 3 lạng. Ừ. Ui. Thật chất. Oh, thế nhỉ? Đây lấy ở ruộng thật á, không phải nuôi chứ. Không phải nuôi đâu. Cô ơi, lươn bán như nào đấy cô? 150 một cân. Lấy 5 lạng. 5 lạng. Thì lấy bao nhiêu nhỉ? 5 lạng. 5 lạng. Nhưng mà nhà mình có to
sắp hết rồi. Dạ. Chị cầm túi cho em lấy chút chưa hả? Chưa. Chưa, bảo ra bảo. Dạ. Bảo ra ngoài chứ bảo. Không. Bà. Tôi ra ngoài kia, con tôi đi về đây. Đi ra đây bảo. Đây đây đây. Ôi. Chưa, tôi về đây. Chưa về đây thì đi ra bảo. Chưa. Tập 2 con nữa. Nhặt con to to ấy, đây này, con đồ to to ấy. Cái gì con đồ to to mà nhặt? Con này. Thế là xong rồi à? Sao bây giờ?